Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em cho các bác xem cái siêu phẩm nhà em nhé. Đây, các bác này, cực kỳ nhiều siêu phẩm nha. Đấy, em mới lựa được về các bác ạ. Này, các bác này, nhìn này, đấy, một dè luôn nha. Một dè luôn nha. Em cho cái chậu 40 mà nó vẫn to như thế này mà. Đấy, đỉnh chưa? Riêng cái giò này em nói với các bác là quá đẳng cấp luôn nha. 120 thân hoa. Đấy. Toàn bộ là mầm gốc chứ không có thân già đâu các bạn. Bác nào lấy cái giò này nhá, chắc phải ba củ khoai, ba củ rưỡi nhá, em mới bán được nhá. Cho giò số 1 nhá. Đấy, số 2 này các bác này. Đấy các bác này. Một dè dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đẹp nhá, em ghép đẹp nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 550.000 nha. Em mới ghép thôi. Cho giò số 2 nha. Đây các bác này, thực sự là nó nặng các bác nhá, thực sự là nó nặng, nó đang đẩy hết nụ này các bác này, đây đẩy nụ trắng xóa luôn nha các bác nhá, 13 thân hoa nha các bác nhá, 2 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 13 thân hoa các bác nhá, 13 thân hoa. Dài nhiều nghễu luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn nhá, 1 triệu 200 nhá. Hoa đây này các bác này. Đấy. Khá là nhiều rồi nhá. Cho giò số 3 nhá. Số 4 này các bác này. Một giò u hoàng thảo u lồi như này. Các bác nhá, một giò hoàng thảo u lồi như này. Bác hay người ta gọi là hoàng thảo ngũ tinh nhá, ngũ tinh nhá. Bác nào lấy 4 thân như thế này em để cho các bác với giá là 300 nghìn nhá, 300 nghìn nhá. Hoàng thảo u lồi nhá. Cho giò số 4 nhá. Số 5 này các bác này em để ở trên cái cây thông. Đây nha. Em bây giờ em mới bỏ ra đâu. Em thấy nó nhiều nụ quá các bác ạ. Đấy, nguyên phần nụ đây. Đây nha. Em đếm thân hoa cho các bác này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thân nha các bác nha, sưng hết nụ rồi nha. Đấy các bác này, trắng xóa luôn này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 450.000 nha, 10 thân nha. Cho giò số 5. Đây nha, cái này là số 6 nha, 1 triệu 2 nha, số 6 1 triệu 2 nha các bác nha. Đây, các bác này, số 7 này, đấy, nụ hay chưa,
Các bác nhìn thấy nụ chưa? Nụ chi chít luôn nha. Hai dè nhá. Hai dè như này nhá. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 1.800.000 nha. Thân hoa nha các bác nha, 22 thân hoa. Cho giò số 7 nha. Đây này các bác này, em mời các bác ngắm. Hôm nay em sẽ phun chống thối xong em mới cho ra nha các bác nha. 5 cây nha. Khủng chưa? Cái cây này lại xoắn nữa nha. Đấy, em cho thêm một cái cây trên này, 5 cây. Khá là đẹp đây các bác này, các bác nhìn này. Đấy. Cây này nó chạy rễ rồi nha các bác nhá, cũng 8 cặp lá, cây đấy cũng 8 cặp lá, còn cái cây này 10 với 12 cặp lá luôn các bác nhá. Đây em mời các bác ngắm cái giò đuôi gà tròn Lai Châu, đỉnh chưa? Đấy, như một cái đám mạ non luôn. Như một đám mạn non luôn. Đó. Chậu 40. Các bác biết là chậu 40 thì nó như thế nào nhá. Đó. Nó đều nhau tăm tắp luôn. Đây. Em mua của dân về. Một cái giò này. Người ta gọi là dáng hương đuôi chồn nhá các bác nhá. Đấy, một giò như thế này. Chắc là nhìn chưa thuần mấy đâu các bác ạ. Chưa chạy dễ đâu. Dân nó trồng thì em không trồng nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200.000 nhá. 200.000 nhá, cho giò số 8 nhá. Đây này các bác này, số 9 này. Đấy, số 9 nhá các bác nhá. Như em thấy có một cái cây này. Đây. Rễ rồi các bác nhá. Rễ này thì các bác biết là nó thế nào nhá. Đấy. Đây là em bán tù mù nhá. Có một cây thôi các bác ạ. Có một cây thôi. Đấy, có một cây này. Đây, cây này. Cây này rồi các bác ạ. Em sẽ trồng lại cái giò này. Đấy. Nhìn sướng chưa các bác? Rễ nào cũng xanh đét đèn đẹt luôn. Đấy. Em sẽ trồng lại cái giò này nhá. Để sang năm em bán cho các bác nhá. Đấy, nhìn đẳng cấp không? Ừ. Em trồng lại xong sang năm ra hoa em lại mời các bác bán mua nhá. Đây em có một cái đống hàng rời đây này. Đấy, nó chưa ra rễ nha, một cây nha. Đấy. Hai cây này. Cây bé này còn năm vừa rồi còn có hoa này. Hai cây này. Đấy, ba cây này. 4 cây này, cây này còn có mẹ con này. Đấy, cây này có 2 con luôn nhá. Các bác nhá. Đấy. 5 cây này. Đây nha. 6 cây này. Cây hoa cực dài nhá các bác nhá. 6 cây này. 7 cây này. Đây, cây này nhìn lá to chưa? Đấy. Bác nào lấy cái chỗ này em để cho các bác với giá là 350.000 nha. Bác nào lấy thì lấy nha. Cái lô này 350.000 nha. Cho giò số 10. Đấy, cái giò này thì lại nhiều thân, năm nay ra hoa nha các bác nha. Nhiều thân năm nay ra hoa. Cái giò này nó phải rơi vào tầm 150.000 thân luôn. Cũng là chậu 40. Mà nó là hàng dè nhá các bác nhá. Hàng dè nhá. Đấy. Giò này thì đắt hơn cái giò kia mấy trăm nghìn. Đấy các bác nhá. Em mời các bác ngắm à.
Đấy, đùi gà tròn nhà em cứ lên cầu như này nó quá đẹp luôn nha. Còn những cái cục nguyên bản mới lại trồng mà gỗ kia thì nó là bình thường. Đấy. Cái giò kia thần nó to các bác. To, quá to đây nha chị nha. Chị đừng nói là em chị chuyển khoản rồi là em bán rồi nha. Em vẫn treo ở đây cho chị đấy chứ. Hôm trước là em treo ở chỗ ngoài kia như hôm nay em cho chị ở trên nắng này luôn nha. Chị đừng bảo em bán nó khó lắm. Em không làm thế đâu. Đây này các bác này. Em vừa bóc này, em vừa ốp bảng dớn vào thôi. Cắt bảng dớn mỏng mỏng ra xong em ốp vào đây à. Một cái giò này sang năm em nói với các bác là nó phải 30-40 thân hoa nha các bác nha. Nên là các bác đợi nha. Đấy, giò khá là to luôn. Em ghép làm hai tác phẩm. Tí nữa em cho các bác xem một tác phẩm nữa. Đây, em mời các bác ngắm cái giò này. Cái này nó quá cao và nó quá dài nha các bác nha. Quá cao và quá dài luôn. Đấy, các bác nhìn này. Nụ như em nó chi chít luôn nha. Có mỗi một thân này nó đang nụ to thôi. Còn nó đều nhau tăm tắp luôn. Đấy. Các bác nhìn nó đã chưa? Em sẽ buộc quết phân trâu vào ở trên kia để cho nó nuôi tốt, cho nó dài hơn năm nay luôn. Các bác nha. Năm ngoái là nó không có không gian nên là cái thân nó vẫn bị cong cong ấy, các bác ạ. Đấy. Thân hoa nó dài cả mét luôn nên là cũng không ngại lắm nhé các bác nhé. Đấy. Này các bác này, đấy em trồng hai trụ phi điệp vàng to dài nhiều thân. Đấy, sang năm thì mời các bác ngắm hoa. À, đến mùa em mời các bác ngắm hoa. Những cái trụ này là em gần như là em ghép, em cắt mỏng dớn xong em ghép vào thôi. Chứ trồng mới ít lắm, không đáng kể. Đây là em mời các bác ngắm này. Đấy lan này em phải chỉ treo ngoài bờ rào ấy này mà. Đấy, em chỉ treo bờ rào mà nó vẫn cứ đẹp nha. Đấy, nó ăn nắng 100% đấy các bác ạ. Đấy, em có một cái tổ ong rú này. Ong rú nha. Không biết là được nhiều mặt chưa, như em chưa cưa ra đâu nhưng không biết được nhiều không. Đấy, có một cái tổ ong rú. Bác nào ưng thì lấy nhá. Hàng này là hàng hiếm ấy. Đây các bác này, cái hoa này em không biết là hoa gì luôn. Không biết là hoa gì luôn. Bảo cookie nhưng không phải, nó hồng hồng này, hoa nó hồng hồng này. Đấy. Năm ngoái nó ra hoa xong em lại làm gãy nên là em không biết được mặt hoa nha các bác nha. Này, cái này cái con cánh cứng nó ăn này. Đấy. Bông nó rất là đẹp nha, bông rất là đẹp nha. Đây em có một cái giò quế trắng tháng 8 này, nụ khá là nhiều nhá các bác nhá. Đấy, 12 cái nụ cơ, 12 cái nụ rồi. Mà cây cũng đẹp nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu 500 nha. Cao nó rơi vào tầm gần 80 cm. Nguyên tính em đo gỗ lên thôi nha các bác nha. Đo gỗ lên thôi. Đấy. À, đây nha các bác nha. Cái giò quế này thì chắc chắn hôm nay em sẽ di chuyển để cho cây chồn nó ở nha. Giò quế nhân này em sẽ di chuyển chỗ khác để cho cái giò quế nhân nó ở. À, cho cái giò chồn. Chồn đẳng cấp nha. Chồn đẳng cấp nha. Đây các bác này. Một cái giò này. Giò cáo nha. Này các bác này, em nuôi cáo nó thế này mà. Ấy. Dễ nó mập ầm ầm luôn.
nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 800.000 nha. Lá cũng được 5 sen, gần 5 sen đấy các bác ạ. Đây em lên cho các bác một cái giò quế trắng tháng 8 chuẩn bị nở nha các bác nhá. Chuẩn bị nở nha. Đấy, con ong này. Chuẩn bị nở. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 nha. Cho giò số 12. Đây số 13 này. Đấy, một cái chậu to như thế này. Như các bác phải có không gian để nhá. Cái giò này thì nó đang có 2 rề. 2 rề nhá. Tổng là 8 ngọn. Đấy. Cây khá là đẹp nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3.600.000 nha. Đây, em còn một, còn đúng cái giò này và giò kia nữa thôi. Hết rồi, hai giò. Đấy. Khá là đẹp nha. Đấy, các bác này. Nhìn như mạ non nha. Em để đây trên này, bác nào lấy thì em để cái giò này em để cho các bác với giá là 750.000 nha. Cho giò số 13 nha. Này các bác này. Đấy. Quế trắng tháng 8 nha em này, bắt đầu nở. Lên vườn bây giờ toàn ngửi thấy mùi quế trắng tháng 8 rồi các bác ạ. Bông khá là đẹp nha. Đây quế trắng tháng 8 bông khá là đẹp, xanh cốm này. Đấy nha. Đó, xanh cốm nha. Đỉnh cao luôn. Mà hôm em bảo các bác là 250.000 không bác nào lấy 5 cây. Đây này các bác này, em nhìn thấy cái giò dáng hương tam bảo sắc này đẹp chứ. Đấy. Tổng 4 ngọn đấy các bác ạ. Đây này các bác này, đó các bác nhá. Em chỉ để lại đúng 3 cái con của cây mẹ, cây con của quế trắng tháng 8 đây nha. Một cái giò như này. Đấy. Để đúng lại đúng 3 giò không bán nữa. Bây giờ là để lại thôi, không bán nữa. Bán hết rồi, hết giống rồi. Các bác cứ đi hỏi xem các ở chỗ khác nó bán quế nhân nó bao nhiêu tiền nhá. À, các bác này. Nhìn đẳng cấp. Thơm lừng mũi luôn. Có ít quế trắng tháng 8 nó ra hoa rồi. Nên là nó ra ngoài này. Mùi quế thì nó thơm lừng luôn nha. Các bác nhá. Thơm lừng luôn. Đây này các bác này. Em có một cái giò quế trắng tháng 8 nha. Đây. Đấy hoa này này. Đấy, nó còn ở mế sau luôn. Mà cây này khá là đẹp luôn. Các bác nhá. Được cái cây này được 3 bông rồi và con được 1 bông nữa. Đang có 2 con nha các bác nha, 2 con nha. Mà lá siêu ngắn luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác này. Với giá là 1.800.000 nha, 1.800.000 nha. Đấy, đỉnh cao. Con này này nó còn đang nhăn này các bác này. Nhân này mà. Đấy. Được 4 bông hoa nha, 1.800.000 nha. Cho giò số 14 nha. Đây các bạn này, chồn nha em này. Đấy, chồn xanh mướt mượt mượt luôn. Cáo kìa. Đấy. Đóng đẳng cấp không? Em để góc vườn này các bác ạ. Đây bác nào em có một cái giò dáng hương tam bảo sắc như này. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Một giò như này nha. Cho giò số 16. Đây các bác này, sơn thủy tiên nhà em nó được ăn nắng nên là rễ và thân nó rất là đẹp nha các bác nhá. Rễ nó trời chạy như thế này à.
một rễ nó chia trong nhiều hướng như này này. Đấy. Cái gỗ này thì không bao giờ hỏng nhá, cái gỗ này là gỗ đinh hương ấy các bạn ạ, gỗ đinh hương ấy. Em đây gỗ đinh hương em chỉ để trồng lan thôi. Đấy. Các bạn này, nhìn này. Cái này là hai già, cái này hai già. Cái này thì đắt lắm. Cái này là sơn thủy tiên họng đen nhá các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái giò nhạn nhà em nó phát triển rồi. Càng ngày càng phát triển. Cái này có khi phải tách ra bán lẻ các bác ạ. Tách ra bán lẻ. Các bác không muốn mua cả thì em tách bán lẻ. Đây. Đây này các bác này. Em có một cái giò cù lao minh này. Đấy, cù lao minh đấy. Hoa đấy. Thỉnh chưa? À, bác nào lấy cái giò cù lao minh này thì báo em nha. Bắt đầu nở hoa này. Rất là to luôn. Hoa rất là to nha. Đây vẫn còn nụ à. Bên này cây này còn 3-4 cái nụ nữa. 3-4 cái nụ nữa. Lâu lâu ngó đến cái lại thấy nó có nụ các bác ạ. À, có hoa. Đấy, cái giò này. Rồng bay phượng múa ấy, các bác này. Rồng bay phượng múa ấy. Mà cái cây nó thì nó chả làm sao hết nha các bác nha. Đấy, quá là đẹp luôn. Toàn cây lá năm sen này các bác ạ. Lâu lâu không mời các bác ngắm cái giò dáng hương đuôi cáo nha các bác nha. Dáng hương đuôi cáo nha. Đấy. Lá nó vẫn nguyên như thế nhá. Lá vẫn nguyên như thế. Chưa cắt một cái cây nào đi. Chưa cắt được một cái cây nào đi cả các bác ạ. Nhìn cây con nó thế này mà. Nó hầm hố này mà. Nó không có không gian để quay cho các bác ngắm hết nha. Đấy. Bác nào ưng thì cứ alo em thôi. Đây, cái số này là số 18 nhé các bác nha. Số 18 nha. Đấy, bác nào lấy cái giò long tu đá này em để cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha. Cho giò số 18. Này các bác này, em mời các bác ngắm cái giò này. Rễ nó bắn như thế này thì các bác bảo là nó không... không đẹp mới là lạ nhá. Hy vọng là cái lô nhạn tháng 8 này em lấy là đúng. Bây giờ còn chưa có hoa các bác ạ. Nên là không dám bán luôn. Em nói thật với các bác là không có hoa không dám bán. Em lấy lô nhạn này. Này. Không dám bán luôn. Tháng 8 nó phải ra tháng 8 nên là ôi ôi gãy cành rồi các bác ơi. À, các bác này. Nhìn cái thân đùi gà nhà em nó dài sợ không? Lên đến nóc này các bác. Lên đến nóc này. khách nó gửi nhà em nó cũng sướng các bác ạ. Nhìn thấy như thế này nó cũng sướng. Đẳng cấp nha. Đây cái giò này. Trên trăm thân. Trên trăm thân các bác nha. Chậu toàn chậu 40 rồi. Nên là các bác ngắm chỉ đã mắt thôi. Gà em mơn mởn này. Gần như là đẳng cấp các bác. Quan trọng là các bác chơi kiểu gì thôi. Các bác nha. Chơi kiểu gì thôi. Đây nha các bác nha. Đây. Vụ vừa rồi đây. Còn lá năm nay đây. Này, lá nó phát chưa? Lá phát chưa? Như cái này thì em bán rồi nên là đây nha các bác nha. Em chăm hộ cho khách thôi. Đây. Cái cây này. Đấy. Em cũng chăm hộ cho khách thôi. Này. Một mẹ không biết là bao nhiêu con luôn.
nhìn nó đẳng cấp lắm. Lâu lâu mời các bác ngắm cái giò kia kẹ, kia kẹ. Đấy. Càng ngày càng nét nha các bác nha, càng ngày càng nét luôn. Đấy, mấy giò này đi hết rồi các bác ạ, đi hết rồi. Đúng là người không có tiền nên là phải bán hết. Các bác nha. Giò lá 6 sen rưỡi cũng bay, không còn nữa, không giữ nổi các bác. Giò như này hôm bảo 450 không ai mua chứ, cũng bán rồi. Cáo sợ thật. Sắp hết cây đẹp rồi các bác ạ, sắp hết cây đẹp rồi. Thật sự là em sắp hết cây đẹp rồi. Giò này cũng bay à. Bảo bây giờ một cây cây quế nhăn như thế này. Đấy. Các bác bảo nhìn nó mở lá như thế này. 3 triệu không mua, mua cái gì, như bay rồi nha các bác nha. Đấy. Các bác này, nhìn cái giò cáo này mà. Giò cáo này nó quá đẹp. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3 triệu 700 nha. 3 triệu 700 nha. Cho giò số 19 nha. Đây giò đen rô úc mắt đen này. Đấy em ra chậu thôi nha các bác nha. Em ra chậu thôi. Các bác nhìn nó khác không? Nó khác không? Đấy, em ra một cái chậu gốm nha. Gốm này là gốm 25 nha các bác nha. Gốm 25 nha. Đỉnh cao luôn. Đấy, các bác nhìn sơn thủy tiên họng đen nhà em nó thế này mà. Đây này, các bác này, chỉ còn cái loạt trong này thôi. Đấy, mấy cái chậu to to ở trong này này. Đấy, là chưa bán này. Có đôi 4-5 chậu. 5 chậu ở trong đấy là chưa bán. Còn mấy giò kia cũng bán, gần như là bán hết. Nhận tháng 4 nó lá này mà các bác. Đây bác nào lấy cái giò. Giò này là giò long tu đá xin hồ nha các bác nhá. Mặt hoa có rồi nha. Đây. Kỳ các bác về các bác gắn hết rồi lên đây này. Đấy, gắn thêm nó vào là ok nhá. Bác nào lấy cái giò này. Em để cho các bác với giá là 300.000 nha. À, thôi lấy 280.000 đi. Cho giò số 20. Đây các bác à, em mời các bác ngắm cái giò quế trắng tháng 8 nha. Nụ nhà em đây này. Chi chít luôn. Các bác nha, chi chít luôn. Khá là nhiều bông. Chắc phải được 20 bông ấy, gần 20 bông ấy. Khá là ok nha các bác nha. Đây em còn đúng một cái giò gà trắng. Gà trắng nha. Gà rừng ấy. Gà trắng đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.300.000. Cho giò số 21. Số 22 nha. Quế trắng tháng 8 này nó cao khoảng độ hơn 1 mét nha. Bề rộng cũng phải 1 mét nha. 1 mét, hơn 1 mét đấy các bác ạ. Hơn 1 mét đấy. Vì là không gian nhà em nó hẹp nên là không quay được nhiều ấy. Đây các bác này. Đấy. Khá là đẹp nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 4 triệu nha. 4 triệu nha. Cho giò số 22. Với 23 đi, số này 23 đi. Đây nha các bác nha, khách chuyển khoản em đang để đây rồi nha. Nên là các bác yên tâm nha.
Số 24 này, một cái giò gà như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho giò số 25. Đây này các bác này, em có một cái giò đùi gà hoàng thảo kèn Lai Châu à. Đấy, em treo lên trên cây nhá. Cái này là 10 thân hoa nha, 10 thân hoa nha. Bác nào lấy thì em để cho các bác, năm ngoái thì em bán 1,5 triệu không ai mua. Như năm nay ấy mà không có 2,5 triệu thì đừng có sợ, là nó là 10 thân hoa nha các bác nha. 10 thân hoa nha. 2,5 triệu nha. Cho giò số 26. Đây số 27 này các bác này. Đấy. Cái một cái cây cáo như thế này này các bác này. Đấy, các bác chăm làm sao rễ nó mọc nhiều như này này thì mới là ổn được. Các bác nhá. Bác nào lấy cái cây này, em để cho các bác với giá là 200.000 nhá. Cho giò số 27. Đây cái cây này. Cái cây này cũng là một cây thôi, nhưng nó lại giá khác nha các bác nhá. À các bác này. Nhìn này. Lá to chưa? Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Lá vừa ngắn vừa đẹp nhé. Cho giò số 28. Số 29 này, một cây châu Thái như thế này. Đó, các bác nhé. Ngày trước em mua 500.000 cái cây này đấy. Bây giờ bác nào lấy nhá, mà còn không có cái chậu 35 này đâu các bác ạ. 500.000 còn không có cái chậu 35 này đâu. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 450.000 nhá. 450.000 nha. Châu Thái đấy. Cho giò số 30. Đây các bác này. Đấy cục nguyên bản, em còn không thèm trồng luôn. Em vẫn để nguyên như này. 3 cây. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 350.000 đi. 350.000 thôi. Cho giò số 31 nha. Số 32 này, 3 cây quý tím này. Đấy các bác nha. 3 cây quý tím như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 250.000 nha. Quý tím nha. Cho giò số 32. Đây này, em có một cái dề cáo này, một mẹ ba con này. Đấy, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Hoa cực kỳ là đẹp nha. Gần giống hồng nha. Gần giống hồng nha. Cho giò số 33. Đây, số 34 này. Đây là một giò kiều trắng nha các bác nha. Đấy, khá là nhiều thân hoa luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là kiều trắng tinh đấy các bác ạ. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 700.000 nha. Cho giò số 34. Đây số 35 này, cái giò chồn này khá là to nha các bác nha. Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho giò số 36. Đây số 37 này các bác này. Đấy, một cái giò chồn to như thế này. Đấy các bác nha. Một giò chồn cao được gần 1 mét. Bề rộng của nó cũng phải tầm 80 cm. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2,5 triệu nha. Chưa bao giờ nhặt lá rụng luôn. 2,5 triệu là số 37 nha. Số 38 này các bác này. Đã có 6 cây sóc như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Cho giò số 38. Đây số 39 này các bác này. Đấy, em chỉ treo ở đây thôi. Cây có 3 cây khá là to luôn.
Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha. Cho giò số 39 nha. Đây nha, em đã treo hạc vĩ lên trên ngọn cây nha các bác nha. Đấy, em đã treo lên ngọn cây cho các bác rồi. Không phân thuốc, không gì luôn. Chết thì chết, sống thì sống nha. Đấy, cây thông thì nó vẫn xanh như thế này. Còn hạc vĩ thì nó cũng xanh như thế này. Đấy các bác nha. Em treo hết lên trên ngọn cây luôn. Gà này. Đấy, rất đơn giản. À, các bác này, nhìn gà chưa? Nó được ăn nắng nên là nó thân nó rất là mập nha các bác nha. Thân nó rất là mập. Đấy. Đây. Em lên cho các bác một cái giò phi đi vàng. Giò này là được 12 thân nha các bác nha, 12 thân nha. Nụ nó đang chia nha. Này các bác này. Đấy. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho giò số 40. Số 41 này. Cái giò này là 10 thân hoa. Hình như hỏng mất thân này chưa. Chưa các bác nha. Chưa. Bác nào lấy cái 10 thân này. Đấy, một giò như thế này nha. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 300.000 thôi. 300.000 thôi. Vì là thân này nó ngắn hơn. 300.000 nha. Cho giò số 41. Này các bác này. Một cái giò đùi gà tròn này. Toàn nguyên bản em để vào chậu này. Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 42. Đây là các bác này. Đấy, Sĩ Hùng quay cái giò này. Nhiều người hỏi. Đấy. Em giờ cho ra hoa tự nhiên ở trên đồi luôn. Kệ nó thôi. Các bác nhá. Đây. Bác nào lấy một cái giò phi địa vàng. Như thế này. Đôi 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân hoa nha các bác nha. 3 thân dài và 6 thân ngắn nha. Một giò như này nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Nó phải được 3 thân dài kia nó phải được tầm mét 3, mét 4 gì đấy. À mét 2, tầm mét 2 thôi. Mở nụ đây nha các bác nha. Em bảo mời các bác ngắm nụ. Đấy, nụ nó sưng như này rồi. Còn kể cả u lôi em cũng cho hết lên trên ngọn cây à. Đấy. Bác nào thích thì cứ alo thôi. Đây, hoàng thảo đùi gà và hạc vĩ u lồi phi điệp vàng. Em cho hết lên trên ngọn cây các bác nha. Phải cho lên ngọn cây thì nó mới đẹp được. Các bác nha. Vâng, cuối video em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Đây các bác này, em mời các bác ngắm mà. Em mời các bác ngắm nha. Đây. Đấy, hạc vĩ nhà em lá nó lá mít chưa. Đấy. Kể cả giò to giò nhỏ nha. Đấy. Các bác này. Ăn nắng mà không bị cháy lá luôn nha các bác nhá. Ăn nắng nha. Không bị cháy lá luôn. Đấy, nhìn nó đẳng cấp mà. Nhìn nó đẳng cấp mà này. Dài chưa? Lá to chưa? Đây, em mời các bác ngắm một cái thân phi điệp vàng đang xuống lá nha, đang xuống lá để chờ nở hoa nha các bác nha. Đấy, nụ ấy. Đấy, nụ lên đến đây luôn này. Bác nào lấy cái thân này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 42. Đây các bác nha, vườn cáo nhà em đây. Tuy mới trồng thôi nha các bác nha. Tuy mới trồng thôi. Mà nó cứ mướt mượt luôn.
mướt mượt mượt luôn. Càng ngày lá càng to. Đây này, em bán cái cây này 250, không ai mua. Bây giờ lá này này, các bác nhé, lá mở rồi đó. Đây số 43 này, bác nào lấy cái cây này, bác nào lấy cái giò này nhá. Đấy, dễ này. Em để cho các bác với giá là 350.000 nhá, 350.000 nhá. Cho giò số 43. Đây số 44. Các bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nhá, 250.000 nhá. Đấy. Cho giò số 45. À đâu, số 44. Đây số 45 này cũng là cáo nhá. Đấy, cũng là cáo nhá. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 250.000. Cho giò số 45. Đây, bác nào lấy cái cây mặt trời Bangkok 46 à. Đấy. Còn mẹ con nhá, cây này mẹ con nhá, bác nào lấy em để cho các bác với giá là 200.000 nhá. Cho giò số 46. Số 47 này các bác này, một cái cây cáo à. Lá tương đối là ngắn, tới đây là ngắn nhá các bác nhá. Lá cũng tương đối là to đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. Cây này 300.000 nhá. Cho giò số 47 nhá. Số 47 cũng là số cuối thôi nha. Chào các bác nha. Còn có cái cây năm ngoái, cái cây này là cây nhăn này các bác. À, cây này là cây hoa tím nhá các bác nhá. Cây hoa tím nhá. Đấy, bác nào ưng thì cứ ới thôi.